Mở đầu cảnh phim là nữ chính Lý Tâm Duyệt đi cà dẹo, kết quả bị nam bác sĩ hút luôn trọn gói. Hai người đang muốn chim chuột thì bị gã Đông Phương đột ngột xuất hiện phá đám. Đông Phương khoe ra chiếc Apple Vision mới mua từ Mỹ Quốc, nữ chính vụng về mà làm rớt cái bịch. Lý Tâm Giao khịt mũi xem thường, làm như quý lắm không bằng. Thế là cô em giật lấy đeo thử nó ra làm sao, kết quả bị giật điện cho nhảy tưng tưng. Hai nam đồng nghiệp thấy không ổn muốn tháo chiếc kính ra. Nhờ thế mà cả ba người cùng nhau xuyên không về nghìn năm trước. Nữ chính vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình đang đứng trên tường thành cao chót vót suýt nữa lọt tim ra ngoài. Bên dưới đang hỗn loạn đánh nhau tạm thời chẳng biết phe nào là phe nào. Kẻ địch bỗng nhiên gọi nữ chính là Vĩnh Lạc công chúa, còn ép cô ấy phải giao ra ngọc tỷ. Nữ chính nhà ta rất xin lỗi có biết gì đâu trời. Cô em trong lúc hoảng loạn mà rơi xuống dưới, vị tướng quân trẻ tuổi buộc phải từ bỏ cuộc chiến mà cứu công chúa. Nữ chính vẫn cho rằng đây là game tăng cường thực tế ảo siêu thực. Lý Tâm Duyệt thắc mắc là tại sao Lạc Thanh Giản cũng vào game này, bất ngờ một mũi tên bắn trúng vị tướng quân. Sau khi tìm được nơi an toàn, nữ chính kiểm tra xem đây rốt cuộc là thể loại game gì. Chỉ là cô nàng chợt nhận ra máu này sao giống thật quá, hết cách, cô em đành phải vả mặt bạn trai để gọi tỉnh hắn ta. Tên này vẫn lì lộng không chịu dậy, Lý Tâm Duyệt đành phải hô hấp nhân tạo kiểu cổ điển. Tướng quân vừa khéo mở mắt, hắn ta hoảng hốt mà sợ hãi vội hành lễ với công chúa Vĩnh Lạc. Nữ chính bối rối hỏi hắn ta đang làm trò gì vậy, cô ấy chính là Lý Tâm Duyệt mà. Nữ chính chợt nghi ngờ phải chăng Lạc Thanh Giản nghiện cosplay. Vị tướng quân hoảng sợ lùi lại, nhắc nhở công chúa đồng hoang canh vắng, chớ có mà kích dục hắn. Nữ chính nghe xong mà tức giận, cô em đứng tư thế hình số 4, tái khẳng định cô ấy là bạn gái của hắn ta. Cô em làm nhảm trừ đồng tại cái Apple Vision vớ vẩn gì đó mới khiến cho bọn họ ra nông nỗi này. Lý Tâm Duyệt lôi lôi kéo kéo Thanh Giản rời đi. Chỉ là vị tướng quân quỳ xuống xin công chúa buông tha cho hắn ta. Hắn trên còn có mẹ già, dưới còn có con ngoan, à nhầm, mặc dù chưa có con nhưng nữa sẽ có. Nữ chính nào quan tâm 8972, vội lôi gã bạn trai này tìm đường thoát khỏi đây. Lần đầu tiên cưỡi ngựa khiến cô em vui vẻ, sau đó thì nhảy nhào xuống người Lạc Thanh Giản một cách bất chấp. Quả nhiên chiêu này vẫn rất lợi hại, hai người bọn họ đang rơi vào trạng thái tăng cường xác suất định tiến tới chim chuột, bất ngờ một người phụ nữ lạ mặt xông tới đâm cho vị tướng quân ngã quỵ. Bà ta vội vàng kéo Lý Tâm Duyệt rời đi, người phụ nữ sau đó quỳ xuống xin tội vì không kịp cứu giá, bà ta tự nhận mình là vú nuôi của công chúa. Nữ chính cũng mặc kệ, cô nàng giải thích là bà ấy vừa mới đâm nhầm người, đó là ân nhân đã cứu cô ấy. Thế là hai người vội quay trở lại hiện trường để tìm kiếm, kết quả chỉ thấy đúng một con dao đầy máu trên mặt đất. Vú nuôi cho rằng bọn họ nên đến nhà trọ gần đó để tìm, quả nhiên là Lạc Thanh Giản đang ở đây. Nữ chính vội vàng xông tới kiểm tra, chỉ là cái cách quan tâm của cô nàng có hơi tới tấp. Lý Tâm Duyệt quay sang trách mắng Trường Thọ vừa rồi đã làm gì, muốn hại chết người hà. Sau đó mới biết đây là phương thuốc kích thích máu lưu thông. Nữ chính nhà ta chống nạnh chất vấn tại sao không cầm máu mà kích cái gì thích. Đông Phương đang có ý định giải thích đông y này nọ, thế nhưng chợt nhận ra người trước mặt là Lý Tâm Duyệt. Hắn ta vội tìm cớ để tránh mặt, nếu để cô em biết hắn ta đã gây ra vụ xuyên không này thì có mà méo mồm. Trường Thọ vô cùng tức giận khi thấy nữ chính quá láo lều, cô đệ tử báo danh họ của sư phụ mình chính là Đông Phương thần y. Vú nuôi nghe đến cái tên của thần y thì vội vàng quỳ xuống bái lễ. Nữ chính nhảy đồng lên chất vấn tại sao quỳ lại tên ẻo là này. Vừa khéo là ngọc tỷ từ trên người vú nuôi rơi xuống khiến mọi người giật bắn mình. Vị tướng quân đang ở trên giường cũng phải bật dậy truy hỏi. Vú nuôi run lẩy bẩy giải thích rằng trong lúc trốn chạy, hoàng đế đã giao lại ngọc tỷ và công chúa cho bà ta chăm sóc. Thấy vị tướng quân này vẫn còn trọng thương, Trường Thọ đề nghị bọn họ nên cùng nhau tới Phượng Tường trấn. Nữ chính nhảy đồng lên phản đối một cách quyết liệt, thế nhưng cơ thể của công chúa bỗng nhiên choáng váng rồi ngất xỉu. Đông Phương đành phải sử dụng phương pháp châm cứu để điều dưỡng. Nữ chính sau khi tỉnh lại vô cùng đanh đá, cô em kiêu ngạo tự nhận là bác sĩ, ai cần đối phương cứu trị cơ chứ. Vị tướng quân bên cạnh cũng muốn quỳ lại, công chúa nhà ta quá kiêu ngạo rồi. Bốn người quyết định cùng nhau xuống phố, nữ chính rất là vui vẻ tung tăng khám phá. Bất ngờ một người đàn ông ngã sụp xuống, mọi người túm nhau bu lại, có người cho rằng ông ấy đã bị ma ám. Nữ chính hét lớn đây là bệnh động kinh. Người cổ đại có biết động kinh là cái gì đâu, từ vựng này lạ quá. Nữ chính vội dùng một chiếc đũa để ngăn cản người đàn ông cắn lưỡi. Bất ngờ cô nàng bị xô ra vì hành động kỳ lạ, Lý Tâm Duyệt rất bối rối, mặc dù cô ấy là bác sĩ thiên tài, nhưng lại không có mấy viên thuốc Tây thì làm sao chữa bệnh. Đông Phương lúc này đứng ra thể hiện, hắn ta sử dụng phương pháp điểm huyệt đạo giúp người đàn ông tỉnh lại. Đám đông bắt đầu trầm trồ khen ngợi thần y quá tài giỏi. Nữ chính cũng vội kéo Đông Phương ra hỏi thăm vừa rồi là gì thế. Tất nhiên cô nàng rất hứng thú muốn học, chỉ là ngại mặt mũi nên cũng phải kênh kiệu một chút ấy mà.
một người dân đứng ra đại diện cầu xin Đông Phương thần y giúp bọn họ bắt ma. Đông Phương có biết bắt ma là gì đâu, thế là toàn thể người dân xung quanh quỳ gối ép buộc. Đông Phương đang muốn từ chối thì nữ chính nhảy ra ra dấu ok con dê, nghĩa là đồng ý luôn. Nữ chính đang tính đánh bài tứ quý chuồn, giao lại đống rắc rối cho Đông Phương, bất ngờ một cơn gió quái đản thổi tới khiến mọi người hoảng sợ. Nữ chính tự cho là thông minh hét lớn yêu cầu mọi người bình tĩnh, cô em khẳng định trên đời làm gì có ma. Nói thì hay lắm, chỉ là có một bàn tay đầy máu xuất hiện chạm lấy cô em, Lý Tâm Duyệt mắt lé mà ngất ngay tại chỗ. Đã vậy khi vừa mới tỉnh lại còn nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đầy máu, cô em phát hoảng mà sút cho hắn ta một phát. Cơ mà Lý Tâm Duyệt vẫn còn hãi hùng, muốn kiểm tra liệu có đạp cái chết luôn không trời. Bất ngờ người đàn ông vặn vẹo rồi tấn công nữ chính. Cô em hét muốn rách cổ họng, nhờ thế mà Lạc Thanh Giản nghe được mà xông vào cứu giá. Đang lúc tướng quân muốn xử gọn tên dân đen thì Đông Phương vội xuất hiện ngăn cản, hắn ta bảo rằng đây chính là bệnh nhân của hắn. Sau khi bình tĩnh trở lại, gã tiểu phu bắt đầu kể chuyện của mình. Hôm đó hắn ta lên núi, vì ham một chút củi nên về nhà hơi muộn, bất ngờ có một ai đó từ đằng sau tấn công rồi cắn hắn ta. Gã tiểu phu vì quá sợ hãi mà chạy mất củi, kết quả là nhiễm độc như hiện giờ. Lý Tâm Duyệt phản bác, trên đời làm gì có ma cơ chứ? Đông Phương chợt nghĩ ra một từ vựng để mô tả trường hợp này, đó chính là xác sống. Nữ chính tất nhiên không tin, cô cho rằng nó chẳng qua là một loại nguy hiểm sinh học mà thôi. Bên ngoài lại vang lên tiếng gió hú, nữ chính vô cùng tự tin thuyết phục mọi người đi tìm bí mật. Thế là bốn người đầy khí thế mà xông ra ngoài lúc nửa đêm, nữ chính khôn khéo mà mang theo một cây thánh giá tự chế. Chỉ là khi cả đám ra đồng hoang thì có chút ớn lạnh da bò. Đã vậy bỗng nhiên có một kẻ thấy gớm lặng lẽ xuất hiện từ phía sau, cả đám ú tim ù ập mà phát hoảng la hét nhức hết cả tai. Cũng may là cuối cùng đã chạy được trở về nhà, nữ chính tuyên bố cô ấy là bác sĩ thế kỷ 21, không tin trên đời có ma. Lạc Thanh Giản có ý định một mình ra ngoài kiểm tra nhưng bị ba người kia kéo lại. Bởi vì hắn ta chính là người giỏi võ nhất, nếu đi thì ba bọn họ phải làm sao? Thế là cả đám lại run lẩy bẩy ngồi bàn luận rốt cuộc là làm sao? Nữ chính tuyên bố cô không tin mấy bộ phim xác sống, chỉ là nhớ tới phim Walking Dead thì lạnh hết sống lưng. Lý Tâm Diệp gom hết can đảm rủ dê mọi người đi kiểm tra lần nữa. Chỉ là Đông Phương và Trường An lấy cớ không muốn rời đi. Đang lúc nữ chính muốn bước ra ngoài, Đông Phương hù dọa cô em mấy câu khiến nữ chính hoảng hoảng dừng lại. Đông Phương kiếm cớ mà trốn về phòng không đi nữa. Lý Tâm Diệp tức điên mà nhảy loạn, kết quả là hun Lạc Thanh Giản cái chụt. Tướng quân lại giật bắn người mà xin lỗi không ngớt. Nữ chính nhà ta cũng lính quính hết tay chân, yêu cầu hắn ta không được làm rộn, Lý Tâm Duyệt thuyết phục tướng quân hãy trở thành hảo bằng hữu. Nói vậy thôi chứ cô em cũng có chút ngượng ngùng, ai bảo gã bạn trai mất hết trí nhớ cơ chứ. Hai người vẫn quyết tâm kiểm tra ngôi nhà ma lần nữa, trong lúc hốt hoảng mà cô em ôm ngực vì bị nhột hi hi. Đang lúc Lạc Thanh Giản muốn tấn công thì Đông Phương xuất hiện cản lại bằng chiêu ném dây. Lý Tâm Duyệt cảm thấy hứng thú với ngón nghề này. Theo như Đông Phương kết luận, những người này mắc bệnh ngược gió với thấp khớp, thế nên mỗi đêm đều cảm thấy đau đớn mà rên rỉ giống hồn ma. Chẳng mấy chốc mà bệnh nhân được mang về điều trị, chỉ là nữ chính quá bối rối với cách trị bệnh ở cổ đại, nó quái quái giống như kiểu lừa đảo thế nào ấy. Còn chơi tới bùa vàng nữa mới ghê chứ. Bất ngờ bên ngoài vang lên tin tức bọn cướp đang xông tới. Lạc Thanh Giản một mình xông ra ngoài chiến đấu, chỉ là vì sơ ý mà bị đối phương ném bột vào mắt. Lý Tâm Duyệt lo lắng chạy ra kiểm tra, kết quả bị tên cướp bắt cóc một cách dễ dàng. Hắn ta yêu cầu phải chuẩn bị ngàn lượng vàng để chuộc người. Gã sơn tặc sau khi bắt được công chúa trở về liền tuyên bố cô ấy sẽ trở thành áp trại phu nhân. Chỉ là giọng hét của nữ chính còn cao hơn cả lợn nái khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Cô em bắt đầu chém gió chẩn đoán hắn ta mắc hàng trăm thứ bệnh, Sơn Vương nghe xong cũng có chút phát hoảng. Hắn ta chợt nghĩ nếu trước sau gì cũng chết, vậy thì vui vẻ cái đã rồi chết sau. Nữ chính la hét á á á rồi đạp cho Sơn Vương muốn vỡ hai hòn bi. Đám thuộc hạ phát hoảng cho rằng hai cái trứng chạy lên cổ họng rồi làm sao mà cứu. Nữ chính vội đứng dậy tuyên bố cô ấy là bác sĩ có thể trị bệnh. Đám thuộc hạ không hề nghi ngờ mà cởi trói cho cô nàng. Thật ra Lý Tâm Duyệt có biết châm cứu gì đâu, cô nàng cứ bạ đâu châm đó, thế nào cũng trúng huyệt đạo ấy mà hi hi. May mắn cô nàng thử đâm vào lỗ mũi khiến cho Sơn Vương tỉnh lại. Lý Tâm Duyệt bắt đầu múa mép sóc láo xạo xệt khiến cho đám sơn tặc nghe như điếu đổ. Sơn Vương thiếu chút nữa muốn khóc. Rốt cuộc hắn ta mắc bệnh gì mà bị châm muốn tê hết cả da đầu luôn vậy? Nữ chính thì vừa nhổ một cây kim vừa chém gió ra một căn bệnh, Sơn Vương nghe xong muốn quỳ lạy thật sự. Hắn ta vểnh vểnh mông như vịt được cầu xin nữ chính chữa trị. Cô nàng được cờ thì phất, chém gió không biết ngượng là gì. Một gã sơn tặc tiến lại bẽn lẽn nói về căn bệnh thầm kín của hắn. Lý Tâm Diệp không chút đạo đức mà chỉ dẫn con người ta vòng vòng vèo vèo,
cái gì mà đến phương Bắc tìm đụn cát, rồi ngâm rượu với thỏ và sói, uống xong bảo đảm ngóc đầu lên ngay. Mấy tên sơn tặc còn lại cũng cầu xin chữa trị, Sơn Vương tức giận nhảy đồng lên. Sáng ngày hôm sau, Lạc Thanh Giản độc thân độc mã xông lên núi để giải cứu công chúa. Hắn ta tả xung hữu đột từng bước đánh tới không chút lùi bước, chỉ là khi xông vào cứ điểm của sơn tặc thì thấy sai thế nào ấy. Công chúa của chúng ta má to phồng má nhỏ nhồm nhoàm nhai thịt liên tục, cô nàng giả vờ uống rượu rồi nói phét khiến cho đám sơn tặc muốn lú lẫn. Thấy Lạc Thanh Giản xuất hiện khiến cô nàng vui vẻ mà xông tới khoe khoang, bảo rằng ở đây rất tốt, ăn no uống say có đàn em phục vụ. Đám sơn tặc cầm vũ khí đến chất vấn Lạc Thanh Giản tại sao dám lên núi. Nữ chính vội ngăn cản tướng quân không cần tấn công, bởi vì cô chỉ cần đếm tới 3 là khiến cho đám sơn tặc ngất xỉu. Mấy tên tiểu đệ xuất hiện cũng bị Lý Tâm Diệp điểm cái ngất ngây. Cô nàng khoe rằng đã khiến cho đám sơn tặc uống rượu thuốc của mình. Cơ mà nữ chính nói xong cũng ngất luôn, tất nhiên là vì say rượu. Nữ chính sau khi tỉnh lại đã thấy vú nuôi bên cạnh hốt hoảng lo lắng. Lý Tâm Diệp thông báo tướng quân đã đến Sa Uyển Trấn để tập họp quân đội. Phía bên này vú nuôi cũng đã bị tách ra với Đông Phương sau vụ cướp hôm đó. Bất ngờ bên ngoài vang lên giọng nói eo éo của thái giám, vú nuôi vội vã thuyết phục công chúa hãy mau trốn vào trong. Lý Công Công vừa xông vào dòng ngó xung quanh, hắn ta lấy cớ muốn đón công chúa về gặp hoàng đế. Thế nhưng vú nuôi cố tình che giấu không có ý định tiết lộ công chúa. Nữ chính bên trong thì vui vẻ vì sắp trở thành công chúa, cô nàng vội bước ra muốn trở về đế đô. Chỉ là Lý Công Công bất ngờ rút một con dao ra định ám sát, may mắn vú nuôi đã sớm đề phòng mà cho hắn ta một nhát từ sau lưng. Nữ chính nhà ta có chút phát hoảng với vụ giết người chớp nhoáng thế này. Theo lời vú nuôi thì Lý Công Công đã sớm cấu kết với quân phản loạn. Cô nàng phát hoảng, trước giờ chỉ xem phim truyền hình đấu đá với nhau, ai mà ngờ hôm nay chính cô lại rơi vào rắc rối thế này. Lý Tâm Duyệt cảm thấy rất thiếu an toàn, cô cần phải tìm Lạc Thanh Giản ngay lập tức. Thế là sáng hôm sau hai người quyết định lên đường, phía sau bỗng dưng có người ngất đi vì quá đói. Nữ chính có ý định chia một phần đồ ăn nhưng bị vú nuôi ngăn cản, bà ấy khuyên công chúa một đạo lý, thương người hại mình. Chỉ là nữ chính lấy thân phận công chúa buộc vú nuôi phải chia bánh. Quả nhiên chẳng mấy chốc đám tị nạn khác xông lại để tranh cướp đồ ăn. Bất ngờ tiếng sáo vang lên khiến cho đám người bồn chồn dừng lại. Lý Tâm Diệp cảm thấy rất phấn khởi chạy đến chỗ tu sĩ để hỏi thăm. Thấy nữ chính khen hắn ta nức nở, tên đầu chọc cũng cố làm ra dáng cao tăng một chút nhưng có vẻ hơi bị trục trặc một tí. Dù vậy nữ chính vẫn tìm cách nịnh bợ, mục đích là muốn tên đầu chọc dạy cho cô ấy một ít kỹ năng. Vân Hải cho hay muốn học được thứ này phải có năng khiếu về âm nhạc. Lý Tâm Diệp không ngại mà khoe ra kỹ năng karaoke của mình, công nhận không có beat nhạc khiến giọng của cô em và bò giống chẳng khác gì nhau, có thể nói là không hề thua chị kém em. Nữ chính lại mè nheo hỏi đối phương dạy mình tiếng sáo lúc nãy, có vẻ như loại âm thanh này giúp cho người ta ổn định tâm lý, thậm chí trị bệnh tâm thần. Nữ chính cảm khái mà vô tình nhắc đến tên Đông Phương. Vân Hải nghe thấy cái tên Đông Phương liền tỏ ra hớn hở, có vẻ như hắn ta rất nể phục tài năng của thần y. Lý Tâm Diệp nghe vậy liền chém gió cô ấy chính là đệ tử của Đông Phương. Biết rằng Vân Hải sẽ nghi ngờ, thế là cô em bày đặt múa máy như thật để lòe bịp. Nữ chính thừa thế xông lên, dù khi Vân Hải truyền dạy tiếng sáo cho mình. Chỉ là anh đầu chọc bảo rằng trước khi học âm nhạc cần phải học thiền. Nữ chính nghe xong có chút đuối đuối như cá đuối. Chẳng mấy chốc mà Lý Tâm Duyệt tìm đến quân doanh, chỉ là cô em bị đám lính chặn lại. Nữ chính ngạo kiều khoe khoang cô ấy chính là công chúa, tất nhiên thái độ cà tưng cà giật của cô em khiến người ta nghi ngờ. Nữ chính thấy đối phương cố tình khó dễ liền vả mặt ngay lập tức. Suýt chút nữa là bị đám lính bắt lại đánh đập tàn nhẫn, may mắn là Lạc Thanh Giản cũng đã có mặt. Cô nàng không chút e ngại mà xông tới nhảy như khỉ leo cây ôm luôn tướng quân. Tội nghiệp đám lính cổ đại, Đồng Thanh mở miệng phi lễ chớ nhìn. Lạc tướng quân có chút hoảng thật sự mà kéo cô nàng vào trong. Lúc mọi người đi tới thì thấy một tên lính trông có vẻ ngứa ngáy muốn đi tắm sông. Theo như thuộc hạ báo cáo thì dạo gần đây có rất nhiều quân sĩ liên tục ngứa ngáy đồng thời sức khỏe suy yếu. Nữ chính vội đến kiểm tra, phát hiện đám lính bị muỗi rừng đốt cho phát ban. Cô nàng yêu cầu Lạc Thanh Giản mau chóng sưu tầm ngải cứu càng nhiều càng tốt. Nữ chính cũng loay hoay với chảo dược thuốc của mình, cô nàng cũng thầm nghĩ nếu có Đông Phương ở đây thì tốt biết mấy. Trong giờ giải lao, hai người tìm một bãi đất trống mà tâm sự mỏng, Lạc tướng quân vẫn có chút ngại ngại khi ngồi cạnh công chúa. Bất ngờ một tên dã nhân chơi trò ném đá giấu tay khiến Lạc tướng quân giật mình mà đè công chúa xuống. Gã thuộc hạ vừa khéo xuất hiện khiến tướng quân bối rối không thôi. Thuộc hạ báo cáo đã phát hiện thi thể của quân sĩ ở khu rừng phía trước. Nữ chính cũng đòi phải đi theo cho bằng được. Nhìn vào thi thể thì bọn họ đoán rằng binh sĩ đã bị dã thú nào đó tấn công rất man dợ. Vừa nói xong thì có vài bóng người xông ra tấn công bọn họ một cách chớp nhoáng. Cũng may là Lạc Thanh Giản nhanh tay lẹ mắt mà đỡ đòn.
Đông Phương không biết từ đâu ra mà ném bùa lia lịa, có vẻ như ở cổ đại mấy thứ bùa vàng có vẻ hữu dụng. Vân Hải tỏ thái độ ngưỡng mộ muốn giao lưu với Đông Phương. Lý Tâm Diệp sợ lời nói dối của mình bại lộ nên vội xông tới thì thầm với Đông Phương vài câu để phối hợp. Đông Phương kiểm tra dã nhân, hắn ta nhận ra những người này có triệu chứng giống bệnh phong cùi. Thế là mọi người quyết định phối hợp để tóm gọn dã nhân. Đông Phương vẽ bùa lên lòng bàn tay của bọn họ, thứ này sẽ rất hữu ích khi đối phó với dã nhân. Nữ chính vui vẻ muốn thử xem sao, quả thật cái trò chơi đau bụng sức dầu này khá là vui đấy chứ. Chẳng mấy chốc mà hai người đã chạm mặt một gã dã nhân, nữ chính vì quá bối rối mà đã đứng hình luôn cả hai người. Cô em nhăn mặt nhắc nhở chút nữa đếm tới ba thì cùng nhau chạy. Chỉ là tên dã nhân cũng rất thông minh mà đã hiểu bọn họ nói gì. Hết cách, nữ chính đành phải đứng hình bọn họ một lần nữa. Cô em lại mặt nhăn như đít khỉ chất vấn Lạc Thanh Giản tại sao không chạy. Lạc tướng quân nhà ta cũng trừng mắt chào thua, rõ ràng cô em đứng hình người ta thì làm sao mà chạy. Bỗng nhiên dã nhân phía sau kêu hừ hừ khiến nữ chính phát hoảng, kết quả là tự mình đứng hình bản thân luôn. Lạc tướng quân cũng muốn bó tay với mạch não của cô nàng, hắn cố gắng động ngón tay để giải bùa ba người. May mắn Đông Phương có mặt mà dán lá bùa, nếu không thì ba bọn họ cù nhây hết luôn bộ phim. Sau khi mang dã nhân trở về điều trị, đối phương tỉnh táo và trở thành một thư sinh yếu đuối. Theo như lời của thư sinh thì hắn ta vốn dĩ có cuộc sống hạnh phúc bên nương tử. Chỉ là một ngày nọ ngôi làng của hắn ta bị cướp giết đốt phá, cuối cùng thì hắn ta trở thành dã nhân lúc nào không hay. Mọi người kết luận chuyện này là do đám phản quân gây ra. Nữ chính đề nghị bọn họ nên tranh thủ hội họp với hoàng đế, sau đó bình dẹp phản loạn để mang lại hòa bình cho người dân. Sáng hôm sau nữ chính mè nheo đòi Đông Phương dạy pháp thuật. Trương Thọ tìm cách để gợi ý cho Lạc tướng quân dừng lại để tách cặp đôi kia ra, chỉ là Lạc Thanh Giản ngu ngốc chẳng hiểu ý đồ của Trương Thọ. Lý Tâm Diệp bên này thì múa máy tay chân muốn được thi triển phép thuật. Đông Phương kiểm tra chiếc la bàn của mình thì phát hiện nó tụt pin không phanh. Hắn ta quyết định hỏi Lý Tâm Diệp có nhớ cái vụ đeo kính thực tế ảo hay không. Nữ chính chẳng mấy chốc nhận ra tên này chính là kẻ khiến bọn họ xuyên không, cô em quyết cào cho hắn ta rách mặt mới chịu. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, bọn họ đã bị kính Apple Vision khiến cho xuyên không. Thế nhưng chiếc la bàn trông có vẻ bị hỏng, nó là manh mối duy nhất có thể giúp bọn họ trở về. Nữ chính phát hoảng mà rút con dao lên để mà hù dọa, cơ mà suýt chút nữa đã đâm trúng Đông Phương. Đông Phương tức giận à nha, bộ tính chơi ngu lấy tiếng hay gì. Nữ chính cũng bối rối không kém, cô em có muốn vậy đâu, chẳng qua là tự nhiên nó vậy. Lý Tâm Diệp sau khi bình tĩnh liền chống nạnh đứng thế số 4, cô em chất vấn tại sao cùng xuyên không, cô ấy trở thành công chúa vô dụng, còn đối phương lại là tuyệt thế thần y. Đông Phương khỏa tay vô tội, hắn cũng có biết đâu, thiết lập nhân vật nó thế. Nữ chính dỗi hờn oán trách, chụp mũ Đông Phương đã phá hoại cuộc đời tương lai tươi sáng của cô nàng. Đông Phương cũng vô tội mà đứng lên cãi lại, vụ này cũng chưa biết là ai hại ai đâu nhé. Nữ chính vội chất vấn, phải chăng mấy chiêu trò phép thuật của hắn ta đều là do hệ thống giúp đỡ. Điều đó có nghĩa là hệ thống bị lỗi, sau này bọn họ không còn phép thuật để trị bệnh cứu người như trước đây. Nữ chính lại dỗi hờn, cô em tính chơi trò bất cần đời, bởi chẳng biết làm sao bây giờ. Lý Tâm Duyệt thắc mắc tự sát có giúp bọn họ quay trở về hay không. Hai người sau đó thảo luận các phương án có thể thực hiện, nhiệm vụ của Đông Phương là tiếp tục cứu trị người, hắn ta nhờ nữ chính giúp đỡ vụ này. Lý Tâm Duyệt có chút nhăn mặt, cô ấy là bác sĩ Tây Y thì rất khó trị bệnh ở cổ đại. Còn nữa, tại sao ba người cùng xuyên không nhưng Lạc Thanh Giản lại không nhớ gì cả? Đông Phương cho rằng nhiệm vụ của Lý Tâm Duyệt là mang ngọc tỷ trả lại cho hoàng đế, rất có thể bọn họ sẽ được trở về trái đất. Hai người sau đó thống nhất ý kiến, dùng tiếng sáo để đánh thức ký ức của Lạc Thanh Giản. Nói là làm, nữ chính vội trở về mà thổi tò tí te từa lưa hồ xưa. Cô em biết mình thổi như kít vậy, vì vậy muốn dùng nụ cười để lấp liếm ấy mà. Lạc Thanh Giản bảo rằng cảnh tượng này khá là quen thuộc, dường như tiếng sáo ma chê quỷ hờn của công chúa rất ấn tượng. Hắn ta đang cố nhớ lại liền muốn choáng váng mặt mày. Nữ chính vội ngăn cản khuyên bảo không gấp, cô nàng vui vẻ mà hun Lạc Thanh Giản cái chụt. Lạc tướng quân giống như bị kích hoạt cơ chế tự động mà muốn hun lại một cách màu mè, kết quả bị một tên dân đen hốt hoảng thông báo quân địch đã tới. Lạc Thanh Giản quyết định để công chúa chạy đi trước. Nữ chính sau một lúc thì quay trở lại kiểm tra. Lúc này quân đội đã tàn tạ la liệt đầy thương binh, một gã phó tướng bị trọng thương sắp chết. Lạc Thanh Giản có ý định tặng hắn một kiếm lên đường, thế nhưng nữ chính la hét ngăn trở. Cô nàng quyết định phải chữa trị, mặc kệ mọi người có nói gì đi chăng nữa. Hai người bắt đầu cãi nhau, Lạc tướng quân cho rằng cái chết nhẹ tựa lông hồng có gì mà phải lang tăng. Thế nhưng nữ chính khóc lóc không đồng ý, cô muốn cứu trị bọn họ. Gã phó tướng thấy bọn này làm nhảm câu giờ khiến hắn ta khó chịu, thế là quyết định tự sát để sớm đi đóng phim khác, làm diễn viên quần chúng phải chạy show liên tục. Nữ chính giận dỗi muốn chạy đi, Lạc tướng quân vội kéo lại an ủi.
Lý Tâm Diệp khóc lóc, tại sao lại xuyên không cơ chứ? Cô ấy chỉ muốn làm một bác sĩ lương tháng 100 triệu thôi mà. Cô nàng sau đó đã bình tĩnh trở lại, dù có than khóc chẳng giải quyết được vấn đề. Lý Tâm Duyệt sau đó làm nhảm bàn về cách để vượt qua vòng vây của kẻ địch. Lạc Thanh Giản lúc này lại say sẩm mặt mày, có vẻ như ký ức của hắn ta hơi bị rối loạn. Lạc tướng quân quyết định đánh ngất xỉu công chúa rồi cho người hộ tống cô nàng rời đi. Nữ chính sau khi tỉnh dậy thì vô cùng tức giận, lại dám cả gan đánh ngất cô ấy. Lý Tâm Diệp vừa mở cửa phòng thì phát hiện có rất nhiều thương binh bên ngoài. Đông Phương lúc này cùng đệ tử Trường Thọ tranh thủ mà chữa trị. Nữ chính sau đó mới phát hiện Lạc Thanh Giản đang ngồi chóp ngóc kế bên. Đông Phương vội vàng xông tới giải thích, hắn ta bảo rằng hiện tại không còn hệ thống nên chỉ có thể sơ cứu như bình thường. Lý Tâm Diệp tức giận hét to, bằng mọi giá phải cứu trị cho Lạc Thanh Giản. Nữ chính khóc lóc an ủi người yêu, sau đó cô em nổi tính mà cầm ngọc tỷ ra để la hét, yêu cầu tất cả mọi người phải đề cao ý chí sống còn, không được phép ủ rũ. Buổi tối Lý Tâm Diệp buồn bã mà uống rượu, cô em ỷ mình là công chúa nên dọn luôn một bàn trông rất sang chảnh. Trường Thọ vừa khéo đi qua, cô đệ tử hiểu lầm công chúa đang cố quyến rũ sư phụ Đông Phương của mình. Thế là Trường Thọ bắt đầu ra chiêu, cô đệ tử giả vờ té ngã sấp mặt, quả nhiên cô em được Đông Phương quan tâm chăm sóc ngay sau đó. Trường Thọ mượn cơ hội mà tỏ tình, muốn được bên cạnh sư phụ dài lâu. Thế nhưng Đông Phương vội từ chối, hắn ta còn phải xuyên không trở về nhà sao có thể nói chuyện yêu đương. Trường Thọ đang muốn dỗi hờn thì bất ngờ có một tên thích khách xuất hiện, cô em vì đỡ đòn nên dính một kiếm. May mà Đông Phương có thủ sẵn bột phấn trên tay mới khiến cho kẻ thù bị rối loạn rút lui. Tên sát thủ vội quay về báo cáo lại với đầu lĩnh, hóa ra bọn họ có ý định trộm cắp ngọc tỷ từ chỗ công chúa. Trường Thọ sau khi tỉnh lại thì phát hiện y phục bị cởi, cô em tính chơi trò ăn vạ rồi cười mỉm mỉm. Đông Phương phát hoảng mà vội nhảy xuống xe ngay lập tức. Bất ngờ có một người đàn ông khóc lóc xin giúp đỡ, con trai của ông ta không biết vì lý do gì mà cứng đờ như cương thi. Đông Phương quyết định kiểm tra xem sao. Thế nhưng nữ chính không biết từ đâu xuất hiện đòi tham gia. Cơ mà khi tiến vào thì Lý Tâm Diệp run rẩy đòi về, cái xác trong quan tài bỗng bật dậy khiến nữ chính cứu hết tay chân. Đông Phương điểm huyệt khiến cho cái xác nằm xuống, người đàn ông lén lút âm thầm rời đi. Bất ngờ cái xác lại bật dậy lần nữa đòi bóp cổ nữ chính. Cô nàng hét toáng hết cả lên, may mắn là Lạc Thanh Giản xuất hiện giải cứu. Nữ chính lo lắng hỏi hắn ta có làm sao không, hai bên lại muốn anh em. Đông Phương bên cạnh sốt hết cả ruột mà trách mắng, giờ này còn chim chuột gì nữa mau đi thôi. Đông Phương phân tích đây là một loại bệnh độc, hắn ta cho rằng người của ngũ độc giáo đã xuất hiện và gieo rắc thứ này, hậu quả có thể khiến cho phương viên trăm dặm không một bóng người. Lạc Thanh Giản nghe xong mà tức giận, hắn ta quyết liều cái mạng cũng phải bảo vệ người dân. Nữ chính vội phủi phủi cái miệng xui xẻo của Lạc Thanh Giản, hai người chẳng mấy chốc lại có cớ để chim chuột phát cơm chó. Đông Phương nổi giận đùng đùng lại la hét. Bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện, nữ chính vội ném ra thứ gì đó tạo ra một ngọn lửa nhỏ, cơ mà chưa kịp tự sướng thì thây ma đã quay trở lại tấn công. Ba người vô cùng hoảng hốt, Đông Phương yêu cầu nữ chính đi tìm vôi trắng. Cô nàng vừa chạy ra đã gặp Trường Thọ mà xin vôi trắng. Trường Thọ mặc dù không hiểu lắm nhưng cố tình lừa bịp công chúa. Lý Tâm Diệp vui vẻ quay trở về mà cầm bột trắng ném vào xác sống, chỉ là hiệu quả khiến cho xác sống có chút sặc. Đông Phương kiểm tra thì phát hiện đây là bột mì chứ nào phải vôi trắng. Ở một bên khác, gã ngũ độc giáo đang âm thầm điều khiển xác sống tấn công. Đông Phương vội ném cho Lạc tướng quân một lọ thuốc thoa lên kiếm, nó có thể dùng để đối phó cương thi. Quả nhiên sau đó một con rết bò ra từ cái xác, Lạc Thanh Giản không chút do dự mà chém giết tại chỗ. Gã ngũ độc giáo vì bị phản phệ mà hộc máu tại chỗ. Mọi người tranh thủ quay trở về, lúc này đám sát thủ đang lục lọi tìm ngọc tỷ. Vú nuôi gan lì quyết không nói ra vị trí, kết quả bị đám sát thủ thọc tiết. Nhóm ba người cuối cùng đã quay trở lại nhìn thấy vú nuôi đang đẫm máu, theo lời của bà ấy thì đám sát thủ đang muốn đánh cắp ngọc tỷ. Nữ chính khóc lóc thảm thiết, Đông Phương bắt mạch kiểm tra liền lắc đầu vô vọng. Trường Thọ đang muốn tiến vào, thế nhưng nhìn thấy cảnh Lâm Ly liền nhột nhột mà rời đi. Cái chết của vú nuôi khiến cho nữ chính uất hận, cô thề phải tìm ra kẻ đã đứng đằng sau vụ này. Gã ngũ độc giáo tìm tới chỗ hoàng tử để thông báo nhiệm vụ thất bại. Lý Thiếu Siêu tức giận mà vả mặt tên vô dụng này. Gã ngũ độc giáo năn nỉ hoàng tử hãy cho hắn một cơ hội, lần này hắn quyết sẽ đầu độc giết chết tất cả. Lý Thiếu Siêu cười ha hả cho hắn ta một cơ hội, chỉ là cơ hội để đầu thai mà thôi. Hoàng tử sau đó tìm đến chỗ Lưu Thái Thú để hù dọa bắt nạt, hắn ta hỏi tội Thái Thú tại sao lại để bệnh dịch hoành hành, hơn nữa còn khiến cho người tiện dược đường có cơ hội để kiếm danh tiếng. Chỉ vài ba câu hù dọa khiến cho Lưu Thái Thú hoảng sợ mà nghe lời như con rối. Buổi tối Đông Phương và đệ tử điều chế thuốc giải, hắn ta thấy nữ chính buồn rầu mà an ủi, trầm cảm sẽ khiến cho gan ứ động sinh bệnh.
Trường Thọ bên cạnh vì ghen tức mà cố ý rèm pha thêm dầu vào lửa, đổ lỗi cái chết của vú nuôi là do sự vô dụng của công chúa. Đông Phương vô cùng tức giận với đệ tử của mình. Có vẻ như lời của Trường Thọ có tác dụng, nữ chính quyết định không buồn dầu nữa mà phải vực dậy tinh thần để cứu trị những người khác. Bất ngờ bên ngoài có người xông vào, gã Lý Thiếu Siêu giả vờ làm bệnh nhân để tiếp cận mọi người. Lạc Thanh Giản sau đó xuất hiện lo lắng hỏi thăm. Theo như Lạc tướng quân nhận xét thì người này rất không tầm thường, lệnh bài trên người hắn ta rất đặc biệt. Nữ chính chẳng mấy chốc nhận ra tên này chính là Lý Thiếu Siêu. Lạc Thanh Giản đoán rằng sau vụ phản loạn hôm đó, Lý Thiếu Siêu có lẽ may mắn trốn thoát nhưng cũng vì thế mà mắc bệnh điên. Lý Thiếu Siêu giả vờ la hét để thu hút mọi người, nữ chính vội gọi hắn ta là biểu ca để giúp hắn thanh tỉnh. Lý Thiếu Siêu cũng khôn khéo mà phối hợp diễn kịch như đã tỉnh táo trở lại. Trường Thọ bỗng chen lời chất vấn, bởi vì cô nghe đồn vị hoàng tử này ngang tàng thành tính, sao giờ đây lại tỏ ra hiền lành đáng thương như vậy. Lý Thiếu Siêu giả vờ vô tội, hắn tỏ ra rất hối hận vì trước đây thiếu suy nghĩ khiến cho mọi người chê cười. Trường Thọ thấy mọi người bơ mình liền tức giận mà rời đi. Nữ chính ngu ngốc mà khuyên nhủ biểu ca của mình hãy cố gắng, bọn họ rồi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Lý Thiếu Siêu khôn khéo mà tìm cách cà khịa Trường Thọ, hắn ta nhận ra Trường Thọ đang có ác cảm với công chúa. Tên này dẻo miệng mà phun ra lời nói bướm hoa để chia rẽ mối quan hệ của bọn họ. Ở bên khác, nữ chính nhí nhảnh mà uống bát thuốc mật hoa. Hai người lại bắt đầu thảo luận với nhau chuyện tương lai, chỉ là cách bọn họ lắc lư khiến cho người xung quanh cảm thấy ghen tuông. Trường Thọ vội chạy theo Lạc Thanh Giản để tặng quả táo, cô em mục đích là thăm dò vị trí của Ngọc Tỷ. Lý Thiếu Siêu vội xông tới bảo rằng ngoài phố đang có đám đông quấy phá. Quả thật lúc này có rất nhiều người chặn cửa biểu tình, bọn họ chụp mũ thiện dược đường coi thường mạng sống người khác. Chẳng mấy chốc mà một cặp mẹ con xuất hiện, mụ mẹ thì khóc lóc líu lo nhức hết cả tai. Nữ chính nghe mà khó chịu liền nạt nộ chất vấn bà ta có phải là cố tình quấy rối. Đông Phương vội đứng ra can gián, hắn ta đề nghị nên đem người vào trong chữa trị rồi mọi chuyện tính sau. Lưu Thái Thú bất ngờ dẫn theo quan binh xuất hiện, hắn ta phối hợp với Lý Thiếu Siêu để diễn tuồng với nhau. Lý Thiếu Siêu khôn khéo dùng vài lời nói đã kích động đám đại phu còn lại thù ghét Đông Phương. Sau đó hắn ta đề nghị tổ chức một cuộc thi đấu giữa các đại phụ, giọng khách lấn luôn chủ như đúng rồi. Thai phụ trên đất bất ngờ khóc lóc, hai người chẳng mấy chốc nghĩ ngay tới việc đối phương có thể khó sinh do thai ngược. Một gã đại phu khoe khoang rằng hắn có phương thuốc gia truyền có thể giúp thai phụ điều dưỡng. Thế nhưng nữ chính nạt nộ mắng bọn người kia là lũ ngu, hiện tại thai phụ hôn mê, thai nhi đang rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí, làm cho hề không khéo một mạng hai xác. Đám đại phu còn lại đứng ra bênh vực, bọn họ cho rằng lời nói của nữ chính quá vớ vẩn. Thế nhưng lần này Đông Phương kiên quyết đứng ra đảm bảo, nói về vấn đề này thì chỉ có Lý Tâm Diệp mới có tư cách lên tiếng. Lý Thiếu Siêu cũng vui vẻ đồng ý phương án của công chúa, bởi vì theo như lời của hắn ta thì công chúa vốn dĩ ốm yếu, làm gì biết y thuật mà chữa trị. Nữ chính thì thầm nhờ Đông Phương chuẩn bị một số thứ, cô nàng quyết định mổ đẻ ở dị giới. Nữ chính dùng lửa thay cồn để khử trùng dao mổ, đám người bên ngoài có chút phát hoảng mà lo lắng. Lý Thiếu Siêu lén lút rời đi để tìm Ngọc Tỷ, lúc hắn ta đi ra đã bị Trường Thọ bắt gặp. Gã này khôn khéo mà bịt miệng Trường Thọ thì thầm vài câu qua loa rời đi. Ca mổ đẻ cuối cùng đã thành công, nữ chính vui vẻ mà yêu cầu được tuyên bố phần thắng. Chỉ là Lưu Thái Thú giở trò, hắn ta bảo rằng nữ chính đã sử dụng dao mổ vào một người phụ nữ, đây chính là điều cấm kỵ. Một gã đại phu muốn trục mũ nữ chính là phù thủy, đề nghị phải trục xuất ngay lập tức. Lưu Thái Thú giả vờ đứng giữa làm trọng tài, ông ta tuyên bố người nào có thể giúp thai phụ ổn định sức khỏe sẽ xem như là chiến thắng. Thế là hai cô gái quyết định lên núi tìm nhân sâm để bổ huyết. Chẳng mấy chốc mà mọi người đã tìm thấy được sâm núi. Nữ chính vừa khéo nhìn thấy một loại thảo dược kỳ lạ nở hoa rất lạ, Trường Thọ thấy cô nàng ngu ngốc liền dụ khị, bảo rằng đó chính là rễ chu sa. Nữ chính rốt đặc cắn mai nghe xong liền vui vẻ, cô em không chút do dự mà hái xuống ăn luôn. Đã vậy cô nàng còn nở nụ cười ngu ngốc nữa chứ, Trường Thọ thì được một phen vui vẻ. Quả nhiên vừa mới quay lưng, nữ chính nhà ta đã đánh giấm bẹt bẹt. Cô em vội vã tìm gốc cây để mà giải quyết nỗi buồn, ai mà ngờ một bé rắn bò ngang qua chê cô em quá thúi, nữ chính nhà ta hoảng sợ mà ngất luôn. Lý Tâm Duyệt sau khi tỉnh lại thì bị Đông Phương chê cười cho cái tội tham ăn, hắn bảo rằng thứ mà cô bỏ vào mồm gọi là Nam Thiên Trúc. Ngoại hình mặc dù rất giống dễ chu sa nhưng nó có độc tính khiến người ta ý ẻ ơi ỉa chảy. Trường Thọ vừa khéo xuất hiện mạng theo bát thuốc giải độc. Chỉ là nữ chính nhà ta mặt lạnh khó chịu móc họng nói nó là thuộc độc chứ giải độc cái nỗi gì. Lý Tâm Duyệt vội chất vấn Trường Thọ tại sao cố tình hãm hại cô ấy, chỉ là cái bụng lại đầy khí kêu bẹt bẹt lần nữa. Tội nghiệp cô em phải vội chạy đi thăm khám nhà xí liên tục. Nữ chính vô cùng khó hiểu tại sao Trường Thọ lại muốn hãm hại mình.
Thế là nửa đêm Lý Tâm Duyệt lén lút dò thám, cô nàng vừa khéo nhìn thấy Trường Thọ hẹn hò với Lý Thiếu Siêu. Cô nàng vội nhiều chuyện trở về mách lại với hai người đàn ông, bọn này tỏ ra tức giận không hiểu vì sao. Lý Tâm Duyệt quyết định muốn thổi sáo để mọi người tâm an, như vậy là Lạc Thanh Giản cuối cùng đã tỉnh lại. Gã họ Lạc có chút bối rối hỏi mọi người chuyện gì đang xảy ra. Đông Phương giải thích rằng sau sự cố kính thực tế ảo nên bọn họ đã đến đây. Lạc Thanh Giản khó mà tin được, vậy mà xuyên không cùng nhau luôn. Trường Thọ bên ngoài nghe được mà giật mình làm vỡ bát thuốc. Ba người xông ra để kiểm tra rốt cuộc là ai đang theo dõi. Trường Thọ mật báo lại với Lý Thiếu Siêu, khẳng định công chúa Vĩnh Lạc là giả, cô ấy tên thật là Lý Tâm Duyệt. Lý Thiếu Siêu cảm thấy vui vẻ, thế là hắn ta có cớ để ép cho nữ chính phải giao ra ngọc tỷ. Lưu Thái Thú mang theo binh lính xông vào Thiện Dược Đường, hắn ta chụp mũ Đông Phương liên quan tới vụ án giết người. Nữ chính hét lớn tự nhận là Vĩnh Lạc công chúa, thằng nào dám to gan. Lý Thiếu Siêu cười ha hả xông vào vạch trần thân phận công chúa giả mạo. Nữ chính đang muốn móc ra ngọc bài thân phận thì phát hiện đã mất tiêu. Hóa ra đêm qua Trường Thọ đã lén lút đánh cắp ngọc bài hoàng kim của công chúa. Lý Thiếu Siêu không muốn giả vờ nữa, hắn lộ ra bản tính lưu manh của mình, muốn chiếm đoạt toàn bộ giang sơn này. Hắn ta vội khoe ra chiếc ấn ngọc tỷ màu vàng khè, trước đó Lý Thiếu Siêu đã lén lút trộm cắp nhưng không tìm ra. May mắn là Trường Thọ biết nơi ẩn giấu. Chỉ là tên này vừa lấy được ngọc tỷ liền qua cầu rút ván mà giết luôn Trường Thọ. Lý Thiếu Siêu cười ha hả tuyên bố hắn chính là tân hoàng đế. Lưu Thái Thú và đám binh lính quỳ xuống hô vạn tuế để kiếm nịnh bợ. Ngay lập tức ba người bạn bị quân lính bao vây, Lý Thiếu Siêu thật ra có ý định muốn thuyết phục Lạc Thanh Giản đầu hàng, chỉ là gương mặt của hắn ta quá đê tiện khó mà gây thiện cảm. Lý Thiếu Siêu tức giận mà liên tục vả mặt Lạc Thanh Giản. Nữ chính chửi đồng lên, khẳng định người như Lý Thiếu Siêu thì lấy tư cách gì mà đứng ở vị trí cửu ngũ chí tôn. Lý Thiếu Siêu ra lệnh nhốt ba người vào phòng củi đốt giết. Chỉ là một vị tướng quân bất ngờ xông vào yêu cầu phản quân đầu hàng. Tội nghiệp Lý Thiếu Siêu, chưa được hung hăng càn quấy bao lâu đã bị chém ngay tại chỗ. Hắn còn tức nuối nhìn ấn ngọc tỷ vừa mới trộm được. Nữ chính giơ ấn ngọc tỷ lên la hét đầy khí thế. Chẳng mấy chốc mà nữ chính mang theo ngọc tỷ trở về đế đô. Hoàng đế hỏi con gái có muốn được khen thưởng gì không? Cô em bảo rằng muốn được tự do ngao du tứ hải mà trị bệnh cứu người. Tiếp đó Lý Tâm Giao kéo Lạc tướng quân của mình rời đi. Đông Phương cũng có chút bối rối không kịp trở tay, lúc hắn kiểm tra la bàn thì quả thật nó sắp sạc đầy năng lượng, chẳng mấy chốc mà một cánh cổng không gian xuất hiện. Nữ chính bên này đang vui vẻ cưỡi ngựa thì bất ngờ bị ám sát. May mắn là quá trình nạp năng lượng đã hoàn tất, chẳng mấy chốc mà ba người dịch chuyển trở về trái đất. Lần này thì cặp đôi quyết định chim chuột ngay giữa bệnh viện, có vẻ như giờ này sẽ chẳng có ai đến cản trở bọn họ.